Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Tài đã ở đây. Và hôm nay Tài đang có mặt tại một studio và chuẩn bị bước vào buổi học nhảy. Đây là buổi học nhảy thứ tư của Tài rồi. Và với buổi học nhảy này, Tài sẽ hy vọng mình có thêm được nhiều kỹ năng để mà giao lưu với lại tất cả các bạn. Hãy chờ xem Tài học nhảy hôm nay như thế nào nha. Ok, let's go. Hello ạ. Rồi, em có bài rồi. Giới thiệu mọi người, đây là anh Tùng, thầy của mình, một dancer rất là tài năng và nổi tiếng ở trong giới nhảy. Hy vọng rằng hôm nay anh Tùng sẽ dạy cho mình thêm được nhiều động tác hay, và mình cũng tiếp thu rất là khá. Ok, đúng không? Cá. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu không? Ở đây mình bắt đầu nhẹ chứ nha. Cái tay, cái tay. Đúng rồi, em mới
đây là cái trái bắt đầu mình chưa có được mềm lắm, thì phải là mềm này. Phải cái nhìn cái này ra này. Rồi, chủ yếu là cái cùi chỏ. Kéo cùi chỏ ra, à, cùi chỏ. Đẩy ra. Đẩy cùi chỏ ra, đúng rồi. Cùi chỏ xuống tới cổ tay. Cùi chỏ xuống tới cổ lại. Cùi chỏ xuống tới cổ tay. Nhẹ nhàng lại. Mình vô mình làm chậm nên mình cảm nhận khi làm nhanh nó khác. Hai chứ. Nhẹ nhàng. Đó, chính xác. Đúng rồi, giờ làm tập độ xíu nào. Nhưng tập độ lên. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Ok. Cứ nhẹ nha.
theo dõi video của Tài, và hy vọng các bạn cũng sẽ luôn ủng hộ cho những video sau của Tài sắp ra trong thời gian tới. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời. Bye bye.